thế anh em 2024 này làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng thành công và làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng hiệu quả trên nền tảng Facebook thì một điều anh em cần phải biết là nếu như chúng ta chỉ có làm trên nền tảng Facebook ở đây thì các bạn phải cần đa dạng về phần nội dung và đa dạng về phần tiếp cận đối với khách hàng ở trên Facebook à, hiện nay À, TikTok nó đang sinh ra như một thế lực rất rất là phổ biến. Tuy nhiên các bạn cần phải hiểu một điều rằng là TikTok nó có lợi thế của TikTok và Facebook nó vẫn có lợi thế của Facebook và hai cái nền tảng này nó có chung một cái. Đó là gì? Nó đều thu hút cho chúng ta một nó đều thu hút cho cho, cho chính cái nền tảng của nó một đối tượng khách hàng rất là lớn và ở trên nền tảng Facebook thì cái đối tượng khách hàng từ độ tuổi nhỏ từ 18 tuổi, mình lấy từ 18 tuổi cho nó dễ, từ 18 tuổi cho đến độ tuổi lớn 70 tuổi trở lên thì ở trên Facebook hầu hết ở Việt Nam có bao nhiêu dân số là có bấy nhiêu tài khoản Facebook, còn TikTok nó chỉ tập trung ở những cái tài khoản dưới 30 năm hoặc dưới 40 tuổi mà thôi. Vậy nên bán hàng trên Facebook nó vẫn là một thứ gì đó rất là tuyệt vời. Và để bán hàng tốt ở trên Facebook được, các bạn không chỉ có sử dụng một phương thức đó là quảng cáo Facebook đâu mà hiện nay hành vi của khách hàng thay đổi à, cho nên chúng ta cũng cần phải thay đổi theo khách hàng và chúng ta cần phải biết một điều rằng là Facebook hay TikTok nó là một mạng xã hội để kết nối, đặc biệt là Facebook là mạng xã hội để kết nối để chia sẻ, là lơi để mọi người trò chuyện với nhau à, cho nên năm 2024 để bán hàng thành công hơn thì cái từ khóa để giúp cho các bạn thành công giúp cho các bạn có thể bán được hàng một cách đơn giản và không bị cạnh tranh về giá khi khách hàng hỏi hàng đó chính là các bạn cần xây dựng được cho mình một cộng đồng xây dựng cho mình một, một mối quan hệ đối với khách hàng thì xây dựng như thế nào thì các bạn phải có các cái kênh à, kênh profile kênh fanpage kênh group và đặc biệt một vũ khí vô cùng quan trọng để giúp cho các bạn củng cố và giữ được cái mối quan hệ với khách hàng của mình tốt hơn đó chính là live stream nếu như năm 2024 này bạn chỉ quảng cáo bằng hình ảnh chỉ quảng cáo bằng video hoặc chỉ quảng cáo bằng cả thước phim nữa thì bạn sẽ không bao giờ có thể giữ được mối quan hệ đối với khách hàng mà bạn cần phải biết cả quảng cáo live stream là thứ nhất thứ hai bạn cần phải biết giữ được mối liên hệ với khách hàng của mình thông qua các cái cộng đồng riêng đó là hai điều sẽ giúp cho các bạn phát triển được công việc của mình, giúp cho các bạn bán được đơn hàng và giúp cho các bạn không bị phụ thuộc vào quảng cáo. Và cuối cùng, nếu như bạn đang thật sự muốn thay đổi, bạn đang thật sự muốn tìm cho mình một cái công thức, một cái quy trình để cho mình có thể kinh doanh trên nền tảng Facebook này một cách bài bản, một cách chuẩn chỉ, có kế hoạch, có mục tiêu nhìn được thấy những rủi ro những thách thức những rào cản của bạn thì bạn có thể bấm xuống bên dưới tham gia vào khóa học facebook business coaching của mình khóa học này mình sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn toàn diện giúp cho bạn lập cho mình một bản đồ kinh doanh ở trên facebook giúp cho bạn có một kế hoạch kinh doanh ở trên facebook giúp cho bạn có những chiến lược triển khai những nội dung chiến lược theo từng giai đoạn để tiếp cận khách hàng biến một người xa lạ trở thành một người vô cùng vô cùng yêu quý bạn mà tốn rất ít chi phí quảng cáo không bị phụ thuộc vào quảng cáo thì đây là lúc để bạn đăng ký khóa học này sẽ được ưu đãi giảm giá 30% tiền học phí dành cho bạn nếu như bạn đăng ký trước tết và chuyển khoản đặt cọc hoặc hoàn thành học phí trước tết ra tết chúng ta sẽ bắt đầu khởi động một năm mới bằng công thức bằng quy trình và bằng những buổi học đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khoa học tuyệt vời này bye bye